Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Sau 7 năm đưa vào hoạt động, khu công nghiệp Mai Sơn của tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khu công nghiệp Mai Sơn có quy mô 150 ha, đến nay đã có 8 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 691 tỷ đồng. Trong 5 dự án đã hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.947 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 49,7 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước 19,5 tỷ đồng. Các dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã giải quyết việc làm cho 217 lao động, chủ yếu là lao động tại địa phương. Trong giai đoạn 2, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục chủ trương đầu tư, đảm bảo đến năm 2025 tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Nhằm tránh tình trạng sản phẩm nông sản được mùa mất giá hay sản xuất ra khó tiêu thụ, thời gian qua, 23 chuỗi liên kết cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh với các hộ dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được xác nhận. Đây là hướng đi bền vững giúp người nông dân có cơ hội tiếp cận kỹ thuật trồng trọt mới, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, không chỉ duy trì tốt các chuỗi liên kết, hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng được đẩy mạnh, thực hiện qua các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, xúc tiến thương mại trên môi trường công nghệ số, đưa gần 500 sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử. Qua đó, dần góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng mất giá hay ùn ứ nông sản tại các địa phương. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 255.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 31% dân số của tỉnh. Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn trên 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị khiến cho trẻ em thiếu cơ hội tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em là người dân tộc thiểu số. Để chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng năm, thông qua Quỹ Bảo vệ Trẻ Em của tỉnh và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân đã có hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ trao học bổng, trợ cấp đột xuất, phẫu thuật tim, tặng quà, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường nhân dịp lễ Tết. Qua đó, góp phần cho trẻ có môi trường học tập, môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để phát triển. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu dân cư và đề án 06 của Chính phủ, Công an thành phố Tuyên Quang tập trung huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử theo đúng kế hoạch đề ra. Gia đình ông Nguyễn Văn Cường ở phường An Tường, thành phố Tuyên Quang có bố mẹ đều đã ngoài 90 tuổi. Do tuổi cao sức yếu nên khi được cán bộ công an đến tận nhà thu nhận hồ sơ, giúp những người lớn tuổi được làm căn cước công dân nhanh chóng là điều rất may mắn với gia đình ông. Đây là việc làm thiết thực giúp người già yếu, bệnh tật không đi lại được có thể hưởng các quyền lợi của mình. Bố mẹ tôi cũng già rồi, cao nhiều tuổi rồi thì các cán bộ đến thì làm giấy tờ căn cước công dân cho ông bà thì cũng là để thuận tiện cho về sau làm công việc thủ tục hành chính. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn, Công an thành phố Tuyên Quang đã thực hiện cấp phát lưu động tận nhà đối với những trường hợp người lớn tuổi già yếu, bệnh tật, không đi lại được, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận với những tiện ích mới để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Việc cấp căn cước cho công dân tại nhà thì bảo đảm cho công dân có các quyền lợi, nghĩa vụ và thực thi cái việc giao dịch dịch vụ công qua cái cổng dịch vụ công điện tử quốc gia. Công an xã Thới Long tôi đã triển khai thực hiện các cái giải pháp cụ thể là trên địa bàn thì hiện tại là cái số cấp căn cước công dân thì đối với cái số là già yếu, tâm thần bại liệt mà không có khả năng đến các địa điểm cấp căn cước công dân thì chúng tôi đã cùng với lực lượng cảnh sát khu vực cũng như là cái tổ công tác của xã cũng như là thôn đến tận gia đình cấp căn cước cho đối với cái số người trên địa bàn. Thời gian tới, Công an thành phố Tuyên Quang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai đồng bộ các giải pháp thu nhận triệt để 100% hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu nhận tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính trên môi trường trực tuyến, thực hiện những giao dịch thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Tới đây, bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.